Thưa quý vị, như vậy là kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất với nhiều nội dung hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo được đồng bào, cử tri, dư luận trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm. Các đoàn đại biểu, các vị đại biểu quốc hội đã phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc. Quốc hội đã xem xét thông qua một luật bốn nghị quyết với sự thống nhất cao. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết kỳ họp khẳng định các kết quả đạt được của kỳ họp, đồng thời yêu cầu chính phủ, thủ tướng chính phủ, các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh với việc tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất chúng ta có bài học quý để những kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn